Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tại nhà vườn Minh Dưỡng có tổ chức sinh hoạt của câu lạc bộ cây cảnh ở Tây Đô. Mời quý vị và các bạn tới thăm nhà vườn Minh Dưỡng và chiêm ngưỡng những tác phẩm rất là đẹp của hội viên câu lạc bộ cây cảnh Tây Đô. Tường Vi tên hay nhỏ tên ố nhưng mà đâu nhá, nhưng mà tường Vi có vàng cái đầu si xanh đi cái xanh đi cái xanh 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 cái xanh đi 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 như cũng gọi là cái xanh cái này là cái xanh. Có thể là chúng mình không hiểu nhiều về cây cảnh lắm, nhưng mà có lẽ hiểu về cây cảnh thì các bạn nữ cũng không hiểu nhiều lắm đúng không? Nhưng mà cái đẹp thì ai cũng yêu các bạn nhỉ? Nó to lắm, rất là đẹp nhỉ? Mùa xuân chưa đến nhưng mà mấy cái lụa nó bắt đầu cái đúng rồi, cái này là cây dưới này. Cái dưới này nếu mà cây to của nó đây có quả đấy. Cái quả dưới ấy. Đúng rồi. Được đấy. Có hoa có quả ăn được mà. Ăn được nhưng mà cây này mini đấy. Chị em ngày xưa hay ăn quả dưới đấy. Cái nhà trên núi ấy. Những sinh viên rất là xinh đẹp tại nhà vườn Minh Dưỡng. Các bạn có thể giới thiệu đôi chút về trường mình được không? Giới thiệu đôi chút về Dưỡng rồi này. Bạn giới thiệu đôi chút về trường các bạn đang học được không? Dạ, bọn em đang học trường lao động xã hội. Rồi. Bọn em là sinh viên năm cuối khoa quản trị kinh doanh. À rồi, cảm ơn bạn. Rất vui được tham gia. Nhưng mà không phải là chút. Má nói gì chứ? Thạch đâu? Một cái tác phẩm phụ nữ rất là nổi tiếng bên cây gì các bạn nhớ không? Cái hoa gì vậy đó? Hoa Huệ, phụ nữ. Thiếu nữ bên Hoa Huệ. À, rồi. Giống nhở. Xoay đi xuống mang niềm vui. Đẹp quá em ơi. Cái này cũng hoảng toàn. Đi chúng mình cùng đi thăm tiếp theo này. Đây là quả si. Quả này là quả xanh. Đấy, quả xanh. À. Cây xanh nó cũng gần giống cây si mà. Nhưng quả này ăn được. Quả này ăn được mà. Cứ thử xem. Cây này là cây linh sam. Cây ạ? Linh sam, cây này trước trong miền Nam họ trồng rất là nhiều. Đẹp nhỉ? Ôi bây nó giờ, bé tí mà mấy sao năm nay mới phát triển ra Bắc này, trước đây chỉ có miền Nam họ chơi thôi. Đẹp cái này, đẹp cái này trong chùa cũng có đấy. Cái này có hoa tím này. Hoa tím ạ? Hoa tím đẹp lắm. Hoa nhỏ nhỉ? À cây nhỏ lá nhỏ nhỉ? Linh sam là dòng lá nhỏ, nó còn dòng lá to hơn nữa cơ. Họ uống cái cây sam mà. Lá giống đi. Thật là đẹp. Cái này linh sam còn có loại sam núi nó lại khác. À hoa sam phải cỏ này. Này, hơi giống phung này. Này, cái xi, cái xanh.
chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta áo mới ba ngày xuân đi quê xóm. Đây là cây mẫu đơn hoa giao nhỏ. Cái này là cây dưới này, dưới đấy. Lá cứng luôn. Có phải vì lý do gì đấy không, nhưng mà tại vì mình thấy rất là nhiều cây xanh. Đúng rồi. Miền Bắc chắc là do dân dễ uống. Miền Bắc mình chơi chủ yếu là xanh. Nó dễ và nó có giá trị cao cho nên nhiều người chơi. Rất là cũng là dễ uống nữa, nó dẻo là dễ uống mà. Đây cũng là xanh này. Cây đúng không? Đây cũng là xanh này. Nhưng mỗi cây có một dáng. Mỗi cây một dáng khác rồi. Nhau. Cây này là gọi là cây dáng huyền, như cái dấu huyền, người ta gọi là cây dáng huyền. Dáng huyền, như cái dấu huyền đấy. Xin mời mọi người vào chiêm ngưỡng cây. Một tác phẩm. Đây là khu vườn của một cây rất là nổi tiếng tại nhà vườn Minh Dưỡng. Mà cả những bạn nữ cũng biết đến. Đấy, cả những bạn nữ sinh viên cũng biết đến tác phẩm này này. Chứng tỏ là tác phẩm này rất là nổi tiếng đúng không? Thầy giáo này rất nổi tiếng. Bảo vệ. Đây là thiếu. Nó bắt đầu ra lộc rồi đấy. Lộc là xanh, lộc xanh này. Đây này có đằng sau chúng mình là đồi tùng. Lên rồi tùng đi, lên rồi tùng đi. Xin nghe trưởng lao động xã hội. Khu miền trường riêng của bạn này không phải. Riêng bạn này làm. Hôm nay là cái ngày sinh hoạt câu lạc bộ của anh Minh Dưỡng. Và câu lạc bộ này là câu lạc bộ Tây Đô, thì có mời các bạn đây tham gia chương trình. Đấy, các bạn đây đều là sinh viên rất là vui nhộn. Thế các bạn có hiểu gì về cây cảnh không? Chúng mình là những sinh viên và chúng mình yêu thích cái đẹp nên chúng mình đến đây để ngắm cảnh và tận hưởng cái đẹp thôi. Cái vẻ đẹp thì ai cũng yêu nó và ai cũng trân trọng nó. Một cái đồi tùng rất là đẹp ở nhà vườn anh Minh Dưỡng và các bạn nữ cũng rất là thích. Và kế hoạch tổ chức đại hội hội sinh vật cảnh huyện Chư Mỹ năm 2020 lần nhất là thời gian vào 7:30 ngày 9/8/12 năm 2017 địa điểm đại hội trường lớn quân ban nhân dân huyện Chư Mỹ. Cuốn rất và là xin thông báo với tất cả các bác là thành viên ban. Cái này các bạn có biết đây là cây gì không? Tùng gì nào? Đã nhận được thông báo và nhận được cây này là cây tùng, cái loại tùng này gọi là tùng cối. Còn cái loại nữa là tùng La Hán, như cây kia là tùng La Hán kìa. Đấy, cây xa xa kia tùng La Hán này. Đó, đấy là Hán. Còn đây tùng này người ta gọi là tùng cối này. Tôi xin thông qua để các bác có thể nắm bắt được và sơ bộ về. À, xin trân trọng là kính mời tất cả các bác trong ban chấp hành hội sinh vật cảnh Tây Đô về khu vực đây tùng này, tùng La Hán này, tùng La Hán còn đang uốn tỉa này, cái này cũng đẹp này, dáng rất là nghệ thuật đúng không, nghệ thuật đẹp đấy, giống như kiểu một cơn gió đang lốc lên. Cây này người ta gọi là cây dáng trực này. Xin mời các anh ở trong ban chấp hành chúng ta về sân khấu. Xin mời các anh ở trong ban chấp hành chúng ta về sân khấu để có văn hóa bầu hiện lưu điểm bức ảnh. Xin mời các anh ở trong ban chấp hành chúng ta về sân khấu. Anh Quang, anh Tâm lên trên này. Anh Phan đâu rồi? Anh Phan ơi! Những sinh viên rất là xinh đẹp tại nhà vườn Minh Dưỡng. Sinh viên nào cũng tươi, đẹp. Sinh viên lao động xã hội.
ơi. Có mấy người lên làm kiểu cách chọn người đi. Có mấy người lên đây xài nào các bạn vào YouTube nhé, gõ công nghệ thông tin và cuộc sống thì ra cái video của mình ở đấy nhé.